bạn đến với chương trình Tình Yêu Của Mẹ. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi công ty Lasta và Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của nhãn hàng Dialux. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các bé ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi đều có những lý lẽ và những suy nghĩ rất là lạ và đôi khi cũng rất là khó hiểu đối với người lớn. Và chỉ có một cách duy nhất để có thể hiểu được các bé, đó là chúng ta phải gần gũi và phải hòa mình với các bé, phải không quý vị? Chính vì thế, chương trình Tình Yêu Của Mẹ hy vọng rằng với một sân chơi chung cho cả mẹ và bé, cộng thêm những lời khuyên bổ ích từ phần lời khuyên dành cho mẹ, chúng tôi sẽ có thể là một nhịp cầu nối để các vị phụ huynh và các bé sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Mỹ Trang và Mỹ Trâm bắt đầu chương trình ngày hôm nay và tiếp tục khám phá thế giới tuổi thơ muôn màu muôn vẻ của các bé nhé. Các em bé của chương trình ngày hôm nay sẽ ở độ tuổi là 3 tuổi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng làm quen với em bé Minh Quân, em bé đầu tiên của chương trình. Cô chào Minh Quân. Chào cô. Giỏi. Minh Quân ơi, ai dạy con đọc thơ vậy? Mẹ. Cô còn nghe mẹ nói là con có một khả năng là biết sửa đồ chơi điện tử đúng không? Con còn nhỏ như vậy mà con đã biết sửa đồ chơi điện tử rồi hả? Ai dạy cho con sửa? Mẹ. Con sửa đồ chơi điện tử như thế nào hả Quân? Bé cây viết chữ. Chị ơi, em không, em cũng vẫn còn thắc mắc không biết là bé còn nhỏ như vậy mà có thể sửa được đồ chơi là như thế nào hả chị? Dạ, thật ra thì ở nhà nếu như mà chẳng hạn như có những cái đồ điện tử nào mà nó bị hư á, dạ, thì ba của bé hay đem ra sửa thì bé cũng hay xem, dạ, cũng hay tò mò thắc mắc là, dạ, cái này nó bị hư như thế nào và sửa như thế nào. Đó, thì từ đó thì thấy những cái gì mà nó hư á là bé cũng bắt chước, bé nói là để bé sửa. À, là cũng, dạ, biết lấy cái vít, dạ, đồ ra để ra sửa. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Và bây giờ thì Quân ơi, con đã sẵn sàng để cùng làm quen với hai bạn và chuẩn bị bắt đầu chương trình của mình chưa con? Dạ. Rồi, như vậy thì cô chúc con và mẹ sẽ đi thật tốt nha. Bây giờ sẽ là em bé thứ hai của chương trình, mời quý vị hãy cùng làm quen nhé. Chào chị. Cô chào Ân Thi. Chào cô. Giỏi. Ân Thi ơi, hồi nãy cô thấy Ân Thi cưỡi trên cái con gì mà màu vàng vàng á, là con gì vậy con? Con hươu cao cổ. Con đã bao giờ thấy con hươu cao cổ ở ngoài chưa? Dạ có. Có hả? Con được thấy con hươu cao cổ ở đâu nè? Trong tớ số. Bây giờ thì cô chúc con và mẹ sẽ thi thật tốt trong chương trình hôm nay, con đồng ý không? Có. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Có lẽ quý vị cũng thắc mắc vì sao Ân Thi xem lại nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa như vậy phải không? Bởi vì Ân Thi sinh vào tháng 9 cho nên là nhỏ tháng hơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà Mỹ Trâm hy vọng là trong chương trình ngày hôm nay, dù là nhỏ người nhưng mà Ân Thi cũng sẽ thi thật tốt phải không nào? Bây giờ sẽ là em bé cuối cùng, xin mời quý vị hãy cùng làm quen với bé nhé. Ba hương con, người con giống mà.
chào chị. Cô chào Thanh Hồng. Chào cô. Giỏi. Thanh Hồng ơi, hồi nãy cô thấy con mặc một cái áo đầm đỏ rất là đẹp. Con có biết đó là trang phục của nước nào không? Nước Trung Quốc. Ai mua cho con cái áo đầm đó vậy? Mẹ. Mẹ con mua hả? Chị ơi, em thấy bé có vẻ rất là dạn dĩ đúng không chị? Dạ. Không biết bé đã được đi học từ năm mấy tuổi hả chị? À, dạ, bé đi học lúc 2 tuổi á. 2 tuổi hả dạ, chị? Năm rồi khi đến trường thì bé chơi với các bạn ở trường. Về nhà bé có được ra sớm chơi với các bạn? Để bé trong nhà nhiều hơn. Dạ. Vậy thì thường ở nhà bé sẽ chơi với ai hả chị? À, thường thường bé nhà chơi, có hồi chơi một mình với coi Xuân Mai. Dạ. À, bây giờ có em bé thì coi chơi với em bé. À, phụ mẹ lo cho em dạ. hả chị? Dạ, phụ mẹ coi em bé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ thì mời chị và bé hãy cùng bắt đầu vòng 1 của chương trình nhé. Dạ. Ba em bé của chúng ta đã sẵn sàng và ngay bây giờ vòng 1 xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình. Vòng thi mang tên Mẹ hiểu con yêu. Dạ. Và ở vòng 1 ngày hôm nay thì cả ba bé của chúng ta không còn ngồi trên sân khấu với mẹ nữa, mà các bé đã vào trong phòng kính. Và tất nhiên ở căn phòng này các bé không thể nghe mẹ đã trả lời như thế nào cho các câu hỏi của chương trình. Và cũng sẽ có ba câu hỏi khác nhau được đặt ra cho ba vị phụ huynh. Vị phụ huynh nào có câu trả lời trùng khớp với ý của bé sẽ ghi được cho bé 5 điểm. Chúng ta sẽ được biết câu trả lời của bé sau khi cả ba vị phụ huynh đã lần lượt trả lời cả ba câu hỏi rồi. Bây giờ thì Mỹ Trâm xin phép bắt đầu với phụ huynh của bé Minh Quân. Chào chị. Chào chị. Cảm giác của chị bây giờ như thế nào ạ? Không còn con trai bên cạnh nữa, bây giờ chị ngồi trên sân khấu một mình, chị cảm thấy như thế nào? Dạ thì cũng hơi hồi hộp một chút ạ. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì Mỹ Trâm nghĩ là câu hỏi dành cho chị cũng rất là đơn giản thôi. Dạ. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với câu hỏi chính thức thì Mỹ Trâm muốn hỏi chị một chút là ở nhà bé Minh Quân của mình có phải là một em bé thương yêu thú vật không chị? Dạ bé rất là thương yêu thú vật và cũng rất là nuôi thú vật ạ. Thường thì gia đình có cho bé đến sở thú để xem con này con kia không chị? Dạ thường vào cuối tuần á thì em có đưa bé đến thảo cầm viên để cho bé đi chơi xem thú. Dạ bé rất thích ạ. Như vậy thì câu hỏi của chương trình đặt ra cho chị là trong những con vật mà bé biết, nếu như chị cho bé nuôi thì bé sẽ thích nuôi con vật nào? Em nghĩ là bé sẽ thích nuôi con chó ạ. Chúng ta vừa đến với câu hỏi dành cho mẹ bé Minh Quân, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi dành cho mẹ bé Ân Thi quý vị nhé. Chào chị. Chị ơi, em thấy Ân Thi còn nhỏ như vậy, không biết là chị đã cho bé đi học được bao lâu rồi chị? Dạ, bé mới đi học năm nay, tại vì bé vừa đủ tuổi tháng 9 là mới đi học ạ. Mới đến trường bé có khóc không chị? Dạ, cũng có khóc nhưng mà ít thôi. Dạ, ở trường có tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho bé đi chơi chỗ này chỗ kia không chị? Dạ, cũng có. Mỗi lần đi như vậy thì phụ huynh có được đi theo không chị? Dạ không. Không được đi theo, vậy thì bé có khóc không chị? Dạ không. Theo chị thì chị nghĩ là bé thích đi với ba mẹ hơn hay là đi với trường hơn? Bé thì bé thích đi chơi có ba mẹ. Chị nghĩ là thường cuối tuần nếu mà cho bé chọn một địa điểm mà bé đến thì chị nghĩ là bé thích đi đến nơi nào? Chắc bé thích đi chơi đầm sen. Đi đầm sen. Vâng, và đó cũng là câu hỏi mà chương trình đặt ra cho chị, đó là điểm đến của bé vào cuối tuần mà bé thích là điểm đến nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem câu trả lời của bé sau phần thi của vị phụ huynh cuối cùng nha chị nha. Chúng ta đã được biết câu trả lời của mẹ bé Minh Quân và bé Ân Thi rồi. Bây giờ còn một bé cuối cùng, đó là bé Thanh Hồng. Chúng ta hãy cùng chờ câu trả lời của mẹ bé quý vị nhé. Chào chị. Chị ơi, em thấy bé Thanh Hồng có vẻ là cao hơn những bé khác. Dạ. Em nghĩ là chắc là bé cũng dễ ăn lắm đúng không dạ, chị? Dạ. Thường thì ở nhà ai là người chuẩn bị những bữa ăn cho bé hả chị? Dạ, ở nhà thì mẹ chuẩn bị, em chuẩn bị bữa ăn cho bé. Ngoài bữa ăn chính thì chị có cho bé uống sữa thêm không chị? Dạ có. Bé có chịu uống sữa không chị? Bé rất là thích uống sữa. Bé có chịu khó ăn rau không chị? Dạ bé ăn rau nhưng mà bé thích ăn củ rồi hơn. Em thấy ăn rau là một vấn đề cũng khá lớn đối với một số bé. Tại vì cũng khó ăn đúng không chị? Cho nên là một số bé không có thích ăn. Dạ. Như vậy thì câu hỏi mà chương trình đặt ra cho chị đó là trong những loại rau củ thì chị nghĩ là bé thích ăn rau củ nào nhất? Bé thích ăn đu đủ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã được biết câu trả lời của các mẹ. Và ngay bây giờ, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón các bé của chúng ta trở lại sân khấu. Các bé của chúng ta đã trở lại sân khấu và bây giờ sẽ là câu trả lời của bé Minh Quân. Chào Minh Quân, rất vui được gặp lại con. Bây giờ cô mời Minh Quân ngồi nha. Rồi, bây giờ Minh Quân nói cho cô nghe đi, trong những con vật mà cho cô nghe nè. Con chó, con gì nữa con? Con mèo. Con mèo, con gì nữa? Con chuột. Con chuột, à, những con vật rất là gần gũi đúng không nào? Nhưng mà nếu bây giờ ba cho con nuôi một con vật nào đó thì con chọn con vật nào? Con chó. Chính xác rồi, và chúc mừng mẹ con bé Minh Quân với 5 điểm đầu tiên.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời của em bé thứ hai là bé Ân Thi. Cô chào bé Ân Thi, cô mời Ân Thi ngồi. Ân Thi ơi, trong tuần ngày nào là ngày Ân Thi được đi chơi? Thứ bảy con nghỉ. Ngày thứ bảy con nghỉ là ngày thứ bảy con được đi chơi đúng không? Dạ. Thường thì ba mẹ cho con đi chơi ở đâu? Ở Tầm Sen. Rồi ở đâu nữa con? Ở Suối Tiên. Suối Tiên. Rồi ở đâu nữa không? Đi chợ thú. Đi chợ thú. Rồi như vậy thì với con thì cuối tuần con thích đi chơi ở đâu nhất? Con thích đi chơi ở Tầm Sen. Mẹ đã rất hiểu bé và vì vậy đương nhiên bé cũng đã được mẹ tặng cho 5 điểm đầu tiên. Và bây giờ sẽ là em bé cuối cùng, bé Thanh Hồng. Cô chào Thanh Hồng, mời Thanh Hồng ngồi nè. Rồi Thanh Hồng rồi quay ra đây trò chuyện với cô chút xíu nha. Thanh Hồng ơi, Thanh Hồng có thích ăn trái cây không con? Có. Con thường được mẹ cho ăn những loại trái cây nào con có nhớ không? Ăn trái thơm. Theo con nghĩ thì những loại trái cây mà con biết thì con thích ăn nhất là loại nào? Quýt. Con thích nhất ăn trái quýt. Con chỉ biết trái thơm thôi nhưng mà con thích ăn trái quýt. Nhưng mà mẹ con lại nói là con thích ăn đu đủ. Và như vậy là mẹ đã chưa ghi được cho con 5 điểm đầu tiên. Chia buồn với con nhé. Chúng ta vừa bước qua vòng 1 của chương trình. Và hiện nay số điểm của các bé là như sau. Đầu tiên là bé Minh Quân. Bé Minh Quân đã được mẹ tặng cho 5 điểm đầu tiên. Tiếp theo là bé Ân Thi. Hiện nay số điểm của Ân Thi là 5 điểm. Chúc mừng con. Còn với Thanh Hồng thì cô rất tiếc là con chưa ghi được điểm ở vòng thi này. Cô chúc cho Thanh Hồng sẽ ghi được thật nhiều điểm ở hai vòng thi tiếp theo nha. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần lời khuyên dành cho mẹ trước khi chúng ta cùng các bé bước sang vòng 2 của chương trình. Siêu năng lượng kem què đã thuộc về ta. Giờ thì dương phúc của người yêu rồi. Kem của chúng ta đã bị đánh cắp, hãy lấy lại ngay. Sữa là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho trẻ, cung cấp canxi. Tuy nhiên, có một số trẻ dứt khoát từ chối sữa, mặc dù đây là nguồn canxi rất tốt, giúp bé phát triển chiều cao. Để các sản phẩm sữa được trẻ chấp nhận cách thường xuyên hơn, thì chúng ta có rất là nhiều cái bí quyết để hấp dẫn trẻ. Vào một bữa sáng thì chúng ta nên cho trẻ ăn các loại ngũ cốc, ăn kèm với sữa tươi hoặc là các loại thức ăn dặm khác. Nếu như trẻ không chịu cái món này thì chúng ta có thể thay thế bằng một tô bún riêu nấu với cua mềm, ăn với tàu hũ hoặc là bánh đúc đậu phụ chiên giòn chấm với tương rất là giàu canxi. Trời nóng thì chúng ta nên khuyến khích trẻ ăn kem hoặc là các đồ uống từ sữa tươi ướp lạnh kèm với một ít phô mai hoặc là trái cây như dâu cam mà trẻ thích thay cho sữa đơn thuần. Còn khi mà trời lạnh thì các bà mẹ có thể pha cho bé một ly sữa cacao nóng ăn kèm với vài lát bánh quy giòn, lạc hoặc là mặn để tăng cường canxi cho bé. Chúng ta nên tận dụng máy xay sinh tố để chế biến cho trẻ nhiều loại thức uống từ sữa và sữa chua. Rồi cho bé ăn thêm phô mai và sữa chua vào các bữa ăn phụ. Và quan trọng nhất là phải giải thích cho bé hiểu rằng muốn cao, khỏe, đẹp thì bé phải uống sữa mỗi ngày và phải ăn kem, ăn sữa chua và ăn thêm phô mai. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình mang tên Con của mẹ giỏi quá. Và ở vòng 2 này thì cũng như thường lệ, đây sẽ là vòng để các bé thể hiện sự năng động của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng xem các bé của chúng ta năng động như thế nào trong phần chơi này quý vị nhé. Trò chơi dành cho các bé ở vòng thi thứ 2 ngày hôm nay đó là đi hái nấm. Vì các con chỉ mới 3 tuổi thôi cho nên cô nhận thấy là chướng ngại vật của các con cũng rất là đơn giản. Đầu tiên từ vạch xuất phát, các con chỉ phải vượt qua một đường ống và đến bãi cỏ nấm này, chọn lấy một chiếc nấm cho mình. Thử thách cho các bé ở vòng thi này đó là các bé phải phân biệt màu của từng chiếc nấm, bởi vì điều quan trọng là các bé phải lấy nấm theo màu được quy định. Và bây giờ thì Mỹ Trang sẽ quy định màu của nấm cho từng bé. Đầu tiên là bé Minh Quân. Minh Quân sẽ lấy nấm màu xanh lá cây. Con có biết màu xanh lá cây không Quân? Biết đúng không? Con nhớ lấy đúng màu nha. Tiếp theo đó là bé Ân Thi. Ân Thi ơi, con lấy nấm màu vàng nha. Còn cuối cùng là bé Thanh Hồng. Thanh Hồng con lấy nấm màu đỏ nha. Các con đã nhớ chưa nào? Và hết thời gian, bé nào mang về được nhiều nấm nhất sẽ ghi được cho mình 10 điểm.
Bé tiếp theo sẽ ghi được 8 điểm và bé cuối cùng sẽ ghi được 6 điểm. Bây giờ thì các con đã sẵn sàng chưa nào? Tự tin chưa? Rồi bây giờ mời các con và mời ba vị phụ huynh về vị trí xuất phát. 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên nào! Cẩn thận cái đầu nha! Chạy lên đúng màu không con? Lấy năm đúng màu nha! Đừng ngắm nha! Chỉ có một chiếc ngại vật thôi, các bé đừng bỏ quên nha! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Giỏi lắm! Mỗi một lần đi các bé chỉ được mang về một chiếc nấm thôi nha! Màu đỏ đúng rồi, Thanh Hồng đúng rồi, chạy nhanh về đi con, chạy nhanh về, nhanh lên nào! Cố lên, các bé cố lên! Giỏi lắm Thanh Hồng, tiếp tục đi con, nhanh lên nè! Nhanh lên anh Thi ơi, cố lên con! Các con chưa thật nhanh nhưng mà cũng rất cẩn thận cái đầu nha! Mà 7 nấm của chúng ta đã chẳng còn lại bao nhiêu cái nấm cả. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đếm số nấm của từng bé quý vị nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem con đã đem về bao nhiêu cái nấm nha. Con đếm được không? Được. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cái nấm dành cho con. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số nấm của bé Ân Thi quý vị nhé. Ân Thi ơi, con có thể cùng đếm với cô được không? Dạ được. Ừ, con đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 cái nấm của con. Chúc mừng con. Đây là giỏ nấm của bé Minh Quân và quý vị biết không? Giá như mà quý vị thấy được vẻ mặt của bé khi mà mang chiếc nấm về cho mẹ của mình thì quý vị biết cảm nhận được hết là bé cảm thấy vui như thế nào khi tham gia vào trò chơi này đó quý vị. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng với bé đếm số nấm nha. Cô mời con đếm cùng với cô nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bây giờ số nấm của con đang bằng với các bạn rồi đó, nhưng vẫn còn nữa đây. 12 13 chiếc nấm, chúc mừng con. Mỹ Trang nói không sai phải không quý vị? Các bé của chúng ta ngày hôm nay bé nào hai nấm cũng rất là giỏi. Số nấm mang về cũng rất là nhiều và cũng không chênh lệch nhau là mấy nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với số điểm của từng bé sau vòng thi này quý vị nhé. Đầu tiên là số điểm của bé Minh Quân. Minh Quân mang về được 13 chiếc nấm và số điểm của con là 10 điểm. Bé Ân Thi mang về được 11 chiếc nấm và số điểm của con là 8 điểm. Số nấm với Ân Thi, bé Thanh Hồng cũng mang về được 11 chiếc nấm và con cũng ghi được 8 điểm. Chúc mừng con. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành vòng thi thứ 2. Trước khi bước sang vòng thi thứ 3, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần lời khuyên dành cho mẹ. Chị, bé của em dạo này á, em thấy là nó ít đi ngoài lắm chị.
thì em không biết là thiếu chất hay là vì bé trên cơ thể bé có một cái vấn đề gì đó không, em không biết sao đó, em mới chạy qua em hỏi chị nè. Do sợ bé bị đi ngoài nhiều cho nên nhiều bà mẹ không dám cho trẻ ăn thêm trái cây, trong khi trái cây lại rất tốt cho trẻ. Từ lúc bắt đầu tuổi ăn dặm thì các bà mẹ nên cho bé uống bổ sung các loại nước hoặc là trái cây tươi nghiền nát để cung cấp thêm cái lượng vitamin cần thiết. Các bà mẹ có thể tập cho bé ăn từng chút một cho đến khi bé quen dần để dễ tiêu hóa hơn. Chuối tiêu hoặc là đu đủ chín nghiền nát là những món rất dễ ăn dành cho trẻ trên 8 tháng tuổi. Và lưu ý là dưới 1 tuổi thì bé chưa biết đòi uống nước khi khát đâu, cho nên là các bà mẹ phải chú ý cho bé uống nước được đầy đủ, và nhất là trong những cái ngày hè nóng nực như thế này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 3 của chương trình mang tên Mẹ biết con làm được. Nếu như ở vòng 2 các bé của chúng ta đã được thể hiện sự năng động của mình, thì như thường lệ ở vòng 3 sẽ là vòng để các bé thể hiện trí tuệ và sự thông minh của mình. Nào hãy cùng xem các bé của chúng ta ngày hôm nay thể hiện sự thông minh như thế nào quý vị nhé. Ngày hôm nay ở vòng 3 này thì các bé của chúng ta sẽ được cho thú ăn. Công việc này đối với các bé lớn thì có lẽ cũng là một công việc đơn giản thôi, nhưng mà vì các bé của chúng ta chỉ mới có 3 tuổi cho nên để nhớ được con vật nào muốn ăn món gì thì sẽ rất là khó. Và chúng ta hãy cùng xem các bé của chúng ta có hoàn thành tốt phần thi này không quý vị nhé. Và ở phần thi này thì các bé sẽ không cùng thi với nhau mà lần lượt các bé sẽ thực hiện phần thi của mình. Ở phần thi này thì sẽ có 2 yếu tố để quyết định số điểm của từng bé. Đầu tiên đó là yếu tố chính xác của từng bức hình. Thứ hai đó là yếu tố thời gian. Bé nào hoàn thành nhanh nhất và chính xác sẽ ghi được cho mình 10 điểm. Bé tiếp theo sẽ ghi được 8 điểm và bé cuối cùng sẽ ghi được 6 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bé Minh Quân. Minh Quân ơi, ở đây cô sẽ cho con những món ăn, con cầm đi. Bây giờ con sẽ lựa những món ăn này, xem con vật nó thích món ăn nào thì con hãy để lên đây cho nó nha. Cô sẽ ra hiệu lệnh và con bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Con lựa đi, con lựa thân con đưa cho cô nè. Rồi, tiếp tục đi con. Con hỏi đi ăn cái gì con. Con lựa đi rồi con đưa cho cô, con lựa cái đồng. Rồi, rồi tiếp tục đi con. Con cái nào không phải con đưa cho cô. Rồi, tiếp tục đi con. Con gì đi con. Con này là con trâu nè, con trâu đi ăn cái gì con. Tiếp tục đi con, tiếp tục nhanh lên con. Con này là con ong nè. Ăn cái gì con. Rồi, ăn mật, bây giờ con lựa đi, trong này những cái nào có mật nè. Rồi, hoàn thành rồi, chúc mừng con. Bé Minh Quân đã hoàn thành rất nhanh phần thi của mình, nhưng không biết độ chính xác là như thế nào. Chúng ta hãy cùng xem quý vị nhé. Đầu tiên đó là bức hình một chú ong, và Minh Quân đã nói thật nhanh, ong thì thích ăn mật. Chính xác, chúc mừng con. Chúng ta hãy cùng đến với bức hình tiếp theo nào. Đây là một con trâu, và con trâu ở ngoài đồng thì nó sẽ gặm cỏ. Đúng rồi, chúc mừng Minh Quân. Tiếp đến là bức hình một con khỉ. Minh Quân có thấy con khỉ bao giờ chưa ta? Con khỉ nó thích ăn chuối, chúc mừng con. Đến là hình của một chú thỏ. Và con đã để cà rốt cho thỏ ăn. Và như vậy con cũng đã chính xác rồi, chúc mừng con. Và cuối cùng là hình ảnh của một chú chó. Chắc là quý vị cũng còn nhớ là ban nãy Minh Quân nói là nếu được nuôi một con vật nào đó thì Minh Quân sẽ thích nuôi chó. Và vì vậy mà Minh Quân cũng rất hiểu các chú chó, và để đúng món ăn ưa thích đó là một cục xương. Và như vậy bức hình cuối cùng cũng đã chính xác. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi của em bé mà Mỹ Trâm gọi là bé út của chương trình ngày hôm nay, bởi vì bé rất là bé nhỏ. Và Ân Thi ơi, vì con bé nhỏ quá cho nên cô nghĩ là con sẽ không cầm được hết những món ăn này đâu, phải không nào? Cô sẽ cầm giùm cho con, và nếu như con chọn món ăn nào thì con sẽ cầm món ăn đó và đặt lên bức hình nha. Thời gian của con sẽ được tính sau khi cô nói chữ bắt đầu ha. 1, 2, 3, bắt đầu. Nào con chọn đi. Đây là con trâu sẽ ăn gì nào? Con trâu ăn gì? Rồi con trâu ăn cỏ, con chọn cỏ, để lên. Đây, đây là con gì đi con? Con chó ăn gì? Con chọn đi. Con chọn đi. Rồi, khúc xương đâu? Rồi đó, nhanh lên con. Tiếp theo là con gì đi con? Hai cái lỗ tai nè. Ừ, con thỏ ăn gì con? Cà rốt, rồi bỏ lên liền, nhanh lên con. Rồi, nhanh lên nào, tiếp theo là con. Đây là con ong. Đâu? Rồi, bỏ lên con,
giờ thì Ân Ti hãy cùng với cô và mẹ kiểm tra lại xem con đã đặt những món ăn vào đúng những con vật mà nó thích ăn chưa nha. Đầu tiên là con khỉ và con chọn cho khỉ ăn chuối. Chúc mừng con, chính xác rồi. Tiếp theo là bức hình của con ong. Lúc nãy thì cô hỏi con là con ong ăn gì và con nói ngay là con ong hút mật. Và chính vì thế con đã chọn hoa, đương nhiên là trong hoa có mật. Và con cũng ghi được điểm ở bức hình này, chúc mừng con. Tiếp theo nào. Lúc đầu thì bé Ân Thi không nhận ra đây là con gì cả. Nhưng mà khi cô vừa nói hai cái lỗ tai dài thì bé Ân Thi nói ngay a con thỏ. Và con chọn là thỏ ăn cà rốt. Chúc mừng Ân Thi ở bức hình này. Đây là hình một con chó. Đây là một con vật rất là quen thuộc với con đúng không nào. Và đương nhiên con đã quyết định chính xác, chó ăn xương. Chúc mừng con. Cuối cùng là hình con trâu. Con đã bao giờ được ra đồng ngắm những chú trâu chưa? Chính vì thế con cũng đã quyết định chính xác, trâu ăn cỏ. Chúc mừng con. Bây giờ với Thanh Hồng thì cô sẽ giao cho Thanh Hồng cầm những món đồ ăn này. Và con sẽ chọn món ăn nào con cảm thấy là con vật trên bức hình thích nhất thì con sẽ đặt lên ha. Nào bây giờ 1, 2, 3 bắt đầu. Đây là con ong đó con. Con ong ăn gì vậy con? Ăn gì không? À con muốn để cái này ở đây hả? Rồi cô để ra cho con. Thỏ ăn gì? Rồi cà rốt. Ở đây con. Khỉ ăn chuối. Wow, con Hồng đi lẻ quá ta. Đây là con chó ăn xương rồi. Bức hình cuối cùng rồi. Hay quá, chúc mừng Thanh Hồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra kết quả nha. Đây là hình một con trâu và Thanh Hồng đã quyết định rất nhanh là trâu ăn cỏ. Chúc mừng con, rất chính xác. Cô thấy Thanh Hồng chọn rất là nhanh và không cần cô hướng dẫn một chút nào cả đúng không nào. Tiếp theo là hình một con chó. Và con đã chọn trò chó ăn khúc xương này. Chúc mừng con cũng đã chính xác rồi. Con đã cho khỉ ăn chuối. Chúc mừng con, chính xác. Đây là hình một chú thỏ. Và cô nghĩ là em bé nào cũng biết thỏ ăn cà rốt. Và chúc mừng con cũng đã chính xác ở bức hình này. Cuối cùng là hình một chú ong. Và con quyết định cho ong ăn mật hoa. Chúc mừng con. Bây giờ thì chúng ta sẽ được biết các bé đã hoàn thành phần thi của mình với thời gian là bao nhiêu và số điểm tương ứng với từng phần thi quý vị nhé. Đầu tiên là thời gian mà bé Minh Quân đã hoàn thành phần thi của mình trong vòng 1 phút 16 giây và con ghi được 8 điểm. Bé Ân Thi hoàn thành phần thi của con trong vòng 1 phút 18 giây và con ghi được 6 điểm. Bé Thanh Hồng hoàn thành phần thi của con rất nhanh, chỉ có 38 giây mà thôi và con ghi được 10 điểm. Chúc mừng con! Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Tình Yêu Của Mẹ và đây là phần công bố kết quả chung cuộc. Và trải qua 3 phần thi thì số điểm của các bé là như sau. Đầu tiên là bé Minh Quân. Minh Quân đã ghi được 23 điểm. Tiếp theo là bé Ân Thi. Bé Ân Thi đã ghi được cho mình 19 điểm. Chúc mừng con. Và cuối cùng là số điểm của bé Thanh Hồng. Bé Thanh Hồng đã ghi được cho mình 18 điểm. Và như vậy bé thắng cuộc sẽ ra về với phần quà trị giá 4 triệu đồng và một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Hai bé còn lại, mỗi bé sẽ ra về với phần quà trị giá 2 triệu đồng và cũng với một phần quà của nhà tài trợ Dialux. Chương trình Tình Yêu Của Mẹ ngày hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các gia đình đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và cảm ơn nhãn hàng Dialux đã tài trợ cho chương trình này. Nếu như quý vị và các bạn cũng muốn đưa con em của mình đến tham gia với chương trình Tình Yêu Của Mẹ thì hãy đến đăng ký với chúng tôi tại công ty Lasta.